Hòa xin thông báo, căn cứ vào quyết định số 245 ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thiết lập vùng cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 tại huyện An Minh. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Đông Hòa xin thông báo đến các hộ dân trên tuyến 967, kể từ nhà ông Huỳnh Văn Lực, tổ nhân dân tự quản số 1, đến nhà ông Trà Văn Giới, tổ nhân dân tự quản số 4. Tuyến kinh xã, từ nhà ông Lê Văn Sơn, tổ nhân dân tự quản số 16, đến nhà ông Cao Văn Giả, tổ nhân dân tự quản số 16. Tuyến kinh Quảng Điển, từ nhà ông Trần Văn Hiển, tổ nhân dân tự quản số 15, đến nhà ông Nguyễn Ngọc Thu, tổ nhân dân tự quản số 15, đã được phong tỏa kể từ 13 giờ 0 phút ngày 26 tháng 8 năm 2021 cho đến khi kiểm soát và xử lý triệt để ổ dịch COVID-19, tối thiểu là 14 ngày. Yêu cầu các hộ dân trong thời gian này không được ra khỏi nhà. Nếu có nhu cầu mua nhu yếu phẩm để phục vụ cuộc sống hàng ngày thì liên hệ với ông Nguyễn Thành Đấu, bí thư xã đoàn qua số điện thoại 0812 626 909, kịp thời hỗ trợ đến tận nhà cho bà con. Để thực hiện tốt việc xử lý triệt để ổ dịch, Ban chỉ đạo COVID-19 xã Đông Hòa yêu cầu toàn thể bà con trong khu cách ly phong tỏa ấp Chính Sáng chấp hành và phối hợp tốt với chính quyền địa phương. Thưa các bạn, trong những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp, nhất là sau khi xuất hiện 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Đông Hòa, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương nâng cao hơn nữa tinh thần chống dịch như chống giặc, đồng thời chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch. Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện, tính đến ngày 27 tháng 8 năm 2021, toàn huyện đang quản lý 1.074 trường hợp liên quan đến dịch bệnh COVID-19, bao gồm 623 trường hợp đang cách ly tập trung, 583 trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà và 228 trường hợp tự theo dõi sức khỏe. Trong đó, liên quan đến 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Đông Hòa. Sau quá trình truy vết, các đối tượng tiếp xúc gần với ca nhiễm trên, các ngành chức năng đã truy vết được 38 F1 đang cách ly tập trung, 144 F2 đang cách ly tại nhà và 223 F3 tự theo dõi sức khỏe. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp, để ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh, Ủy ban Nhân dân xã thị trấn tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, thiết chặt kỷ luật kỷ cương trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện phòng chống dịch, đặc biệt là tích cực tuyên truyền vận động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và sự chấp hành đối với các yêu cầu về thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16, không tụ tập đông người, hạn chế việc đi lại, không ra khỏi nhà nếu không thật sự khi cần thiết. Nhất là các trường hợp thuộc vùng cách ly phong tỏa phải nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện đúng theo các quy định nội quy, hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 của các cơ quan chức năng trong thời gian thực hiện cách ly phong tỏa. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện vẫn còn diễn biến phức tạp. Trong những ngày bước vào giai đoạn cam go, từ khi xuất hiện các F0 trên địa bàn, cả hệ thống chính trị và nhân dân đã chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức để chống lại dịch bệnh COVID-19. Trong đó, ngoài lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, còn có sự tham gia tích cực và thầm lặng của lực lượng văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện, những người ở tuyến sau đã và đang tham mưu tổng hợp đảm bảo công tác phục vụ trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 kịp thời và hiệu quả. Từ khi huyện An Minh có ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng tại xã Thuận Hòa vào giữa tháng 7 năm 2021, Ủy ban Nhân dân huyện và Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã liên tục tổ chức nhiều cuộc họp và ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác phòng chống dịch. Để có được những văn bản chỉ đạo kịp thời, bộ phận văn phòng đã làm việc không ngơi nghỉ, từ tiếp nhận văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh đến phối hợp với các ngành chuyên môn, nhất là ngành y tế, để kịp thời trong công tác thực hiện báo cáo và tham mưu cho Ban chỉ đạo huyện trong công tác phòng chống dịch. Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2021, văn phòng đã tham mưu xử lý trên 10.050 văn bản mới và đạt hiệu quả gần 90 văn bản riêng. Cùng với đó là công tác phục vụ kỹ thuật cho các cuộc họp, từ khâu sắp xếp bố trí phòng họp, phân chia số lượng đại biểu để đảm bảo công tác phòng chống dịch, in ấn tài liệu và bố trí các chuyến đi kiểm tra, thăm hỏi động viên nơi tuyến đầu chống dịch. Qua đó cho thấy phần nào áp lực, khó lượng công việc của đội ngũ văn phòng tham mưu giúp việc. Dịch bệnh COVID-19 đã giảm các cuộc họp trực tiếp,
xong do tính chất cấp bách của công việc yêu cầu và tổ chức nhiều cuộc họp trực tuyến khẩn cấp hơn nên tác động đến cường độ làm việc của cán bộ công chức văn phòng. Thời gian gần đây có được văn bản có liên quan đến công tác phòng chống dịch chiếm hơn 50% trong tổng số văn bản phải xử lý mỗi ngày. Bên cạnh đó phải luôn đảm bảo lực lượng trực 24/24 để kịp thời nhận truyền đạt ý kiến chỉ đạo của cấp trên, nhưng với tinh thần các việc không hết giờ, đội ngũ văn phòng luôn sẵn sàng tham mưu phục vụ kịp thời, đảm bảo cho công tác lãnh đạo chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra bộ phận văn phòng luôn nỗ lực đang chủ động bất kể những chuyện từ khâu xử lý văn bản đến việc phối hợp với các ngành chuyên môn và ủy ban nhân dân các xã thị trấn để tổ chức các cuộc họp thật. Có những cuộc họp kéo dài đến 6-7 giờ tối nhưng đội ngũ cán bộ công chức văn phòng đều cố gắng đảm bảo công tác phục vụ cuộc họp để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thông qua những việc làm cụ thể đó, có thể thấy rằng cùng với các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, văn phòng luôn nỗ lực và tích cực đóng góp sức của mình, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ góp phần chung tay cùng hệ thống chính trị và toàn dân đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.